Xin giới thiệu quý vị khán giả, Thuận và bạn này đã từng đóng chung một bộ phim, đã từng ăn nằm, quên, ăn dầm nằm về trên đoàn phim. Phải nói là lâu lắm rồi mới gặp lại em. Bữa nay chị bị ngạc nhiên á, là Thuận hôm nay mới bị lòi ra được một chút xíu cái giới tính thừa. Hồi nãy giờ là tưởng là yêu thầm Thúy Nga. Đừng có tiêu Phúc nha. Thì ta ai mà biết tôi là... Ôi trời ơi, chúng ta ăn nằm. Bất ngờ, ăn dầm nằm về với phim trường. Thôi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình nha. Lời đầu tiên thì cho vợ chồng Xuân Phúc và Trúc Thanh xin gửi lời chào thân ái nhất đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Và gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Tên đầy đủ của mình là Nguyễn Xuân Phúc, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1992. Thì mình đang là diễn viên điện ảnh truyền hình, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng sống chung với chị sư tử của mình. Ở nhà em giữ hay sao vậy mà anh nói là chị sư tử vậy? Em bị mang tiếng mà giờ không có miếng thì cũng kỳ, thôi lỡ mang tiếng rồi mình làm luôn chứ sao. Rồi mà em. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Trúc Thanh, bằng tuổi với Phúc và em đang làm nhân viên văn phòng. Sao mà ông cua được nhân viên văn phòng xinh đẹp gì vậy Phúc? Em nhường cho vợ em phát biểu ạ. Trước khi làm nhân viên văn phòng á, là em cũng có đi đóng quảng cáo. Thì hai người cùng đóng quảng cáo chung với nhau. Em cũng là cô dâu, Phúc là chú rể. Ông lúc đó đang thả thính em á, thì là ổng đang yêu một cô chưa có dứt, sau này yêu rồi mới khai. Sau này còn dám gan kể lại với em là nhưng mà anh yêu cô kia có một thời gian ngắn à, chưa kịp sơ múi diện ta nữa. Em giữ kín cho anh tí. Có một khoảng thời gian ngắn gọn là anh ấy đã bắt cá hai tay. Thật ra thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà em bắt đầu bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Gọi là mới quen được cô bé ở ngoài Hà Nội được khoảng một thời gian cũng chưa được dài, chưa được lâu lắm. Nhưng sau đó là xa mặt cách lòng mà. Em nghĩ là chắc là cái duyên cũng chỉ đến thế thôi. Yêu cái cô bé đó là yêu xa đúng không? Lúc dạ, đó đúng là rồi. Em ở đây rồi, cô ở ngoài. Dạ, đúng trong rồi. Khi cái tình yêu gần nó đẹp quá. Khó cưỡng. Thôi, coi như không ai trách em đâu. Dạ, về đi. Rồi bao lâu thì các em mới chính thức quen nhau? Kể từ cái ngày mà tụi em quay chung cái TVC với nhau á, tháng rưỡi, hai tháng là tụi em chính thức yêu nhau. Vậy thì cái thời gian mà yêu nhau á, em có sợ anh ấy là sẽ say nắng với một cô nào khác không? Mình tới ngày nào hay ngày đó thôi, chứ mình cũng đâu biết được là sau này ổng dở chứng. Bây giờ đang yêu thì mình có tận hưởng thôi. Chị nghĩ rằng với cái vẻ đẹp của em, với cái công việc của em thì vệ tinh xung quanh em cũng rất là nhiều. Chứ đâu phải là không có. Thì cái lý do gì ở bạn này mà làm cho em phải nặng lòng? Bản thân em á, em không phải tiếp người kiểu giống như là thích xa hoa, thích tiền bạc này kia, nhưng mà em lại thích cái gì thuộc về em, thiên về tình cảm hơn á. Mình cảm giác như là người ta có đặt tình cảm vào đó thì mình thích hơn. Mặc dù mình biết là ông này không có tiền, không có địa vị, không có gì hết, nhưng mà cái tình cảm của người ta lớn hơn những cái thứ tiền bạc cái kia, thì mình lại thấy cái người này đáng để mình đặt niềm tin vô. Chứ nói thật đi, là em có bị chinh phục bởi cái nhan sắc của anh không? Em đẹp hơn mà anh. Rồi yêu bao lâu thì cưới? Dạ tụi em yêu 3 năm. 3 năm hơn một chút nữa. Thì em thì với Thanh cũng đã là 3 năm thì các em là những người rất là thời đại đúng không? Vậy thì có đi xa chút xíu, có đi quá chút xíu không? Em hiểu quá, anh Thuận là có người anh ngộ lắm, anh thích tìm hiểu những cái chuyện riêng tư của người ta. Có mừng ăn hay không, hay là cái chuyện người ta có ăn cơm trước kẻ hay không? Tụi em thì cũng bình thường thôi, cũng không có gì gọi là kinh khủng đâu. Cũng sương sương. Lần đầu mà hai đứa đang nhớ lắm. Thì kiểu như chắc ổng háo hức quá, ổng vui quá rồi xong chạy dữ lắm, chạy hơi quá chớn, tới đích hơi sớm. Mình cũng hơi hụt hẫng, thấy cũng kinh nghiệm lắm. Mà hiệp 2 anh bù lại cho em rồi chứ, hiệp 2 là hơi bị hoành tráng luôn đấy. Em đã hai hiệp rồi hả? Em đồng cảm. Không, tôi một hiệp. thì hiệp 1 là mình hơi bị chủ quan, mình hơi bị khinh địch ấy. Cho nên là mình hay bị ấy, nó hơi bị anh... cảm xúc nó hơi bị thăng hoa quá. Đấy, hiệp 2 thì em biết địch như nào rồi. Thì em bắt đầu em lựa. Nói chung là hiệp 2 thì mình cũng bắt đầu mình bung sức, mình nói chung là hiệp 1 để cho nó như chạy ru đai vậy thôi. Thôi đừng có bàn luận vấn đề đó nữa. Chút xíu hai đứa vô trong bàn luận. Rồi bao lâu thì các em cưới? Tụi em chính thức kết hôn vào ngày 1 tháng 10 năm 2018. Các em có tật xấu nào lòi ra không? Em lấy giấy ra em đọc tật xấu rồi vậy? Dạ em lấy giấy em lau mồ hôi ạ. Em lau cho vợ em. Mình tính nói nha. Rồi ai nói trước nè?
Đêm em nói chắc kể tới tối. Thứ nhất là ẩu lắm, tức là kiểu như đàn ông á, đi toilet hay gì thì mình dỡ cái nắp cái bồn cầu lên đi, trời đi cứ vương vãi xung quanh á, là bây giờ em ra cái điều phạt luôn, cứ như vậy là hai đánh 20 cây. Tức là nằm sấp xuống em lấy cây em đánh. Đồ mà lần nào, tức là thi thoảng thì đàn ông anh em mình mà anh chắc anh cũng hiểu xỉn, nhiều khi xỉn hoặc là nhiều khi mình hơi lơ đễnh trong cái chuyện đó thì có thể trời, mình quên sao? Thì lúc đầu thì bà này bà ấy dọa là anh mà còn như thế nữa là em sẽ phạt anh 20 cây. Thì em cứ nghĩ là chắc là bà ấy giỡn mình thôi, thì kệ. Thế là lần sau mình quên nên cầm cây chổi vẫn đi vào, mặt rất là căng thẳng. Tại anh nằm sấp xuống. Cái gì? Bắt bằng được em nằm sấp xuống giường, đánh mà em quắn hết cả mông lên, toát hết cả mồ hôi. Mà đánh đến cái thứ 10 mấy rồi, bà thôi em ơi, anh xin lỗi, anh đau lắm rồi, đừng có đánh nữa. Đánh đến cái thứ 15 rồi em bắt đầu em cáu, bà đã bảo là không đánh nữa mà vẫn cứ đánh bình thường, vẫn phải chịu 20 cây luôn. 20 cây lần nào cũng thế. Hoặc là ví dụ mà em có làm gì có lỗi, em dỗ mãi mới được, dỗ xong bỏ qua rồi lại bắt em ra nằm sấp xuống cái giường cầm đánh, là em vẫn phải chịu. Còn gì nữa không? Cũng vẫn liên quan đến chuyện ở dơ. Rồi nhiều khi ở nhà cả ngày ấy, xong mà không đi tắm, chiều tối là bắt đầu có mùi chua chua rồi. Cứ nằm bấm điện thoại không biết em đang nhìn đâu, móc nát xong hửi tự nhăn mặt. Tật nữa. Là ví dụ như em đang cúi em lấy đồ không, hay là em đang lấy quần áo, em làm cái gì mà em cúi á, đứng tụt quần vỡ ra, xong rồi lấy cái mông đẩy cho. Ở đâu cũng làm trò đó. Thì bà này cũng trả thù em. Ví dụ mà em không để ý là em ra em cái tủ quần áo thì nó có nhiều ngăn, thì em đứng em lúi húi em chui đầu vào em tìm, em moi moi em tìm. Bà này ở dưới, bà bất thình lình bà lên bà chọc một cái từ dưới lên. Thế là em đau quá em nhói người lên thì lại đập đầu vào cái ngăn tủ. Bà chơi rất là ác. Mà lúc đấy là mình vừa tức mình vừa buồn cười mà nó thốn từ đâu hết rồi. Đau lắm. Trời ơi. Nó còn gì đâu. Ổng có mê cái gì không? Mê cái này chắc cũng nhiều người, chắc anh không biết anh Thuận có mê không. Anh mê JV lắm. Trong điện thoại có một list các cô diễn viên phim Nhật, thuộc hết tên cô nào trên Instagram. Làm sao mà thuộc được, em anh không nhớ, anh ghi ra đấy thôi. Lúc nào mình tìm thì mình lên mình search, chứ làm sao mà anh nhớ được. Trên Instagram là follow tất cả những cô đó, và lúc nào cũng thấy like quá trời mấy cô đó luôn. Xong rồi ba vợ chuẩn bị đi Nhật, xong ngồi nói chuyện ăn cơm, kêu ba đi sắp đi Nhật đúng không, ba qua đó ba mua giùm con mấy cái đĩa, mấy cái tạp chí phim này là kia đó, để con về con làm kỷ niệm. Ba em nói sao? Em kêu thật láo. Nhưng mà ổng cũng mắc cười. Nhưng mà là coi chung với em mà đúng không? Dạ không, em đâu có coi. Lén coi mình vậy đó coi hả? Coi mình xong rồi lưu lại mình, tự sướng mình thôi. Tự sướng mình đi. Cái coi để anh tham khảo. Sao anh không ngờ em lại vậy luôn á Phúc? Không, em thì em coi để em tham khảo. Vì về mình còn phải học cái cách thế nào để làm cho vợ cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc. À vậy sao? Thì em tự sướng gì, anh biết tự sướng gì đó. Thì chắc là fan của thánh nữ đúng không? À, thì ai cũng có thần tượng mà anh. Rồi bây giờ tới em nè. Vợ em có tật xấu không? Được cái là hai vợ chồng cũng rất là đồng điệu với nhau. Chắc chắn là tật xấu thì không hề thua kém em đâu. Cái đầu tiên thì em nghĩ có lẽ là chơi rất là ác. Là khi mà hai vợ chồng đi trung tâm thương mại hay đi siêu thị thì có cái thang cuốn. Hai vợ chồng nắm tay nhau rất tình cảm. Chồng ơi! Ơi! Chồng à! Cái gì? Làm cái bốp một cái. Mà em không dám kêu luôn á. Điếng luôn hả? Điếng người luôn á. Mà bao nhiêu người xung quanh nhìn. Mà quất đằng trước anh sao? Quất đằng trước anh. Quất đằng sau có gì đâu mà quất. Mà lúc đó bụng cũng khó nữa đúng không? Chính lúc đó thì mình chỉ biết đấy. Bụng cũng đâu thua gì nhau đâu hả? Rồi tiếp đi Phúc. Rồi em có trả thù không? Em nghĩ là cũng giống nhiều đôi vợ chồng thôi. Nhưng mà em nghĩ là em có một cái style riêng. Ví dụ như là ăn cơm hay là ở trong phòng với nhau chẳng hạn. Chắc là mình có cái khả năng ở bên trong á. Là em có thể tích trữ hơi được rất là lâu. Em căn được cái lúc đó. Bà này bà vừa uống nước xong cái em giơ súng lên rất là to. Đó. Hoặc là đang nằm trong chăn ấy, nên em giơ cái chăn lên thôi. Rồi em dí súng ở đầu, bùm một cái, em chạy luôn. Thì gì ăn cho hết, mở máy lạnh mà, phòng mở máy lạnh mà. Ăn cho hết luôn. Ăn cho hết luôn. Vợ chồng đẹp đôi mà có những cái trò quá thú tính. Đó. Chưa kể là bà này là tức là sáng ra hai vợ chồng luôn luôn là dành cho nhau những cái nụ hôn rất là tình cảm. Thì em luôn luôn em hôn vào trán hay hôn vào má. Thì bà này bà ấy chơi lại mình, chu môi lên, thơm môi cũng được, thơm môi cái.
chưa kịp phản ứng gì bà ấy đùn một ít nước miếng ra ngoài miệng. Mà em rất ghê cái trò đấy, mà lần nào cũng chơi cái trò đấy với em. Em rất là bực. Mình vừa hôn chụt cái người nhất là ở mồm. Mà em cười xong là em bôi khắp người vậy mà. Để sao đừng có chơi thôi. Mà cứ lâu lâu lại lửa em vẫn bị dính. Ồ thế. Ồ hai người này thú vị quá. Có những cái cặp nha, họ rất là gọi là trong những cái chuyện mà yêu đương nhau á, họ có những cái câu ám hiệu á, rất là dễ thương. Với tụi em có không? Chỉ có một cặp vợ chồng người bạn á, vui lắm. Bà vợ á, bà nói với chồng là anh có nhớ không? Hôm nào mà anh đi về mà anh thấy hôm đó em đứng nấu ăn mà em mặc đầm là anh biết tối đó phải trả bài. Hồi trẻ thì không sao, ở lớn tuổi rồi theo với nhau suốt cuộc đời mà. Ông cứ đi về mà ông thấy bà mặc đầm một cái. Ông kiếm cớ, ông tới nhà chị, ông nói chuyện với ông Tuấn tới 1 giờ sáng. Hai chồng em có ám hiệu gì không? Hai vợ chồng em thì cũng có một vài ám hiệu với nhau. Bà này thì rất là hay dỗi vặt mà làm mặt căng lắm, hỏi không thèm trả lời. Lên trên giường nằm cái là quay mặt vào trong tường, em ôm không cho ôm, mà mình cứ sán vào là bắt đầu là đấm đá tát. Thế là em mới dở cái trò gọi là nam nhân kế của em, thì thầm trong tai vợ em là vợ ơi. Thế là em mới giao hàng, bán hàng. Ai mua chuối? Ai ăn chuối? Đấy, bắt đầu là hơi rung rung rồi, em biết là đang cười rồi. Em bóc chuối cho vợ ăn. Thế là em mới lật người lại, em nói tiếp rồi bắt đầu là phì cười rồi. Đấy, thế là tối đấy trả bài, thế là cũng bớt bớt giận. Vui vẻ lại. Thôi thì có cái tật hai vợ chồng là sáng ngày hôm sau toàn hay trêu nhau là hôm qua vợ bị sao đấy? Phê quá. Phê quá đấy. Cứ đánh trống làng mà, ai biết. Đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Đấy, lúc nào mà không để ý nằm chơi mà hôm đấy mà em muốn nẻn tí thì em mới nói với vợ em là vợ ơi, vào hang bắt cò không vợ? Cái gì? Vào hang bắt cò không vợ? Vào hang bắt cò. Tối nay kêu vợ liền rồi liền. Anh mà ngồi mà khai thác hai vợ chồng em chắc là nói chắc tới tối tới khuya luôn đúng không? Bởi hai vợ chồng em đang rất là son. Nhưng mà thôi bây giờ thì đến cái phần gọi là mong muốn thay đổi. Thanh. Yeah. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? 4 năm rồi Phúc vẫn vậy, cũng không có khác gì. Mọi thứ nó thành thói quen của em rồi. Em nghĩ là nếu mà một ngày mà ổng không như vậy nữa em nhớ em buồn ấy. Cho nên là thôi thì cứ thế thôi. Không vậy cần thay đổi gì. Thế còn em muốn bà xã em thay đổi điều gì? Em thì em cũng chẳng muốn gì nhiều đâu. Ngoài cái chuyện là vợ em bớt đánh em và cho em tăng cái tiền hàng ngày cho em đi. Nhiều khi là mọi người nhìn thế này thôi không biết đâu chứ. Em cũng mong manh dễ vỡ lắm. Ví dụ mà vợ đưa cho 100, 200 mà đi mua đồ ấy, còn tiền lẻ là em hay phải tự em đút túi, em không về trả lại. Mà mừng lắm đúng không? Mừng chứ anh. Không làm được tiền thừa nhiều là mừng lắm. Chỉ do anh cắp tiền của vợ. Lén lén là thấy nhiều khi em đang trả tiền ăn xong em đang bấm điện thoại em không để ý á, là người ta thối tiền là tự lấy xong im im nhét luôn. Em biết là em hay quên á là cũng quên luôn. Xong hồi sau em nhớ là em xài cái này có bao nhiêu đây, nhiêu đây, sao thiếu ta cũng im không nói tiếng nào. Ủa nó nghe nè, hai bạn có con chưa? Dạ chưa. Mới có... 7 tháng mà. Tụi em cũng cứ để tự nhiên thôi. Khi nào tới thì tới. Còn chứ quá trẻ mà. Nhìn cặp này dễ thương quá trời luôn. Đẹp đôi quá. Vừa đẹp về hình thức, đẹp về nội dung rồi á. Là hai bạn lại gọi là quá hợp với nhau về tất cả mọi phương diện. Chương trình đó là chỉ biết chúc các bạn cứ như thế này mãi cuộc sống thiệt là hạnh phúc. Khi nào mà muốn có con thì tự động trời sẽ cho các bạn. Rồi. Cảm ơn chị. Xin chào Phúc, chào Thanh. Cảm ơn hai đứa.